bắt kẻ dàn cảnh lừa đảo, tống tiền du học sinh Trung Quốc. Người phụ nữ 21 tuổi liên quan đến vụ dàn cảnh bắt cóc du học sinh Trung Quốc để tống tiền đã bị cảnh sát Singapore bắt giữ. Nghi phạm được xác định là thành viên trong nhóm lừa đảo mạo danh quan chức Trung Quốc. Kẻ này dùng thủ đoạn đe dọa và ép du học sinh dàn cảnh bắt cóc chính mình để buộc cha mẹ gửi tiền chuộc, theo CNA. Trước đó, một phụ huynh của du học sinh người Trung Quốc tại Singapore nhận được đoạn video quay lại cảnh con gái mình bị trói tay, chân. Kẻ lừa đảo nói chuyện bằng tiếng quan thoại, yêu cầu gia đình gửi tiền chuộc mới thả con. Cảnh sát đã tiến hành các cuộc điều tra, tìm kiếm và tìm được nữ sinh an toàn vào hôm ngày 22 tháng 9 trong một căn nhà ở Jisun do nghi phạm thuê. Theo lời khai, hồi cuối tháng 8, cô gái này nhận được một cuộc gọi có chủ đích tự xưng là Bộ Y tế Singapore, theo điều tra sơ bộ. Kẻ tự xưng nói rằng số điện thoại của cô đã được sử dụng trong một vụ lừa đảo công dân Trung Quốc. Khi nạn nhân phủ nhận việc này, cuộc gọi được chuyển hướng sang cho một người nói mình là sĩ quan cảnh sát Trung Quốc. Kẻ này đe dọa thêm rằng số tài khoản của nữ sinh nằm trong đường dây rửa tiền, cảnh sát điều tra cho biết. Nữ sinh bị lừa chuyển 350.000 đô la Singapore làm tiền bảo lãnh để không bị trục xuất. Nạn nhân cũng thực hiện theo yêu cầu của phía tự xưng cảnh sát Trung Quốc, tự quay video cảnh mình bị trói và bắt cóc để phục vụ cuộc điều tra có chủ đích. Kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân ngừng liên lạc với bên ngoài và tự cô lập mình trong ngôi nhà an toàn mà nhóm của chúng thuê, cảnh sát nói. Nạn nhân không biết kẻ lừa đảo đã gửi đoạn video cho cha mẹ cô ở Trung Quốc và đòi tiền chuộc. Sau khi trình báo, cảnh sát tìm thấy nạn nhân đang ở trong một căn hộ do người phụ nữ 21 tuổi thuê. Người phụ nữ này đã thuê phòng cho nạn nhân, đồng thời đưa điện thoại di động có gắn thẻ SIM cho nạn nhân sử dụng để liên lạc với những thành viên khác trong nhóm lừa đảo. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án. Tổng cộng 476 vụ lừa đảo mạo danh quan chức Trung Quốc đã được báo cáo trong 8 tháng đầu năm nay, với thiệt hại lên tới ít nhất 57,3 triệu đô la Singapore. Trong năm 2021, 752 trường hợp đã được báo cáo, với thiệt hại lên tới 106,4 triệu đô la Singapore. Đây là mức tăng vọt so với năm 2020 khi có 442 vụ và thiệt hại 39,7 triệu đô la Singapore. Cơ quan chức năng nhấn mạnh cảnh sát Trung Quốc, Interpol và các cơ quan thực thi pháp luật khác ở nước ngoài không có thẩm quyền giúp thực hiện bất kỳ hình thức điều tra nào mà không có sự chấp thuận của chính phủ Singapore.